xa bồi đắp màu mỡ, thế nên vùng Đông Nam Định luôn nổi tiếng với những giống lúa ngon. Và từ sản phẩm nông nghiệp này thì người ta đã chế biến ra rất nhiều đặc sản, trong đó có bánh nhãn Hải Hậu. Bà Thoan năm nay đã 82 tuổi và là người có thâm niên làm bánh nhãn lâu đời nhất ở Hải Hậu. Làm được khoảng bao lâu rồi ạ? Làm khoảng 60 năm. Nếu tôi bán rong bán nhớ thì khá sữa mua đông lắm. Mà sao mình gọi là bánh nhãn vậy nhỉ? Bánh nhãn thì nó như quả nhãn đi. Thôi bây giờ bà với con đi chọn gạo để làm bánh nhá. Vâng. Con chào bà. Vâng. Chào chú. Bà làm gạo. Vâng. Cô bán gạo gì đây? Gạo nếp. Mình lấy loại gạo nào để làm bánh nhãn ạ? Gạo nếp bác thì làm bánh nhãn ạ. Nếp bác thì ngon, nó tròn, hột nó to hột. Làm bánh nhãn ngon lắm, còn gạo này thổi dẻo ngon lắm, rất hẳn hợp. Con về bà nhá. Thôi bà bán nhé. Là thôi bà cứ bán gạo ngon thôi nhá. Chào bà cháu về. Nhà tôi là nuôi gà nhà ta, nuôi nói gì ăn trứng ngon mà làm bánh cũng ngon. Có con nào có trứng chưa bà? Có rồi. Đây, trứng gà nhà ta, ngon lắm. Bây giờ, với trứng gà tươi như thế này thì bánh nhãn sẽ rất là thơm ngon. Gạo này là giã thành bột, cối này là 4 đời rồi. Các cô phải con giã cho. Đây cả, giã rồi. Giã xem chúng tôi giã. Ba người đấy. Ba người, chắc là cối rất nặng. Trước đây tôi đã từng giã cối như thế này, nhưng mà giã là giã men rượu ở trên đỉnh Mậu Sơn. Và tôi nghĩ là giã gạo thì chắc cũng giống như thế thôi. Rất là đơn giản. Không hiểu tại sao lại cần ba người. Bà ơi, chắc là con giã được rồi đấy, bà xem con này. Mà khô quá không được, mà nó khô thì nó nở bánh không ngon. Công đoạn làm bánh nhãn khá đơn giản, thế nhưng tôi vẫn thấy trong từng động tác làm bánh của một bà cụ đã ngoài 80 tuổi là cả sự tỉ mẩn và say mê. Truyền thống. Bánh nhãn Hải Hậu dậy mùi thơm của trứng, vị ngọt dẻo của nếp. Và mỗi lần cắn một miếng bánh như thế này thì tôi lại hình dung ra trước mắt mình một cánh đồng lúa nếp bát ngát với những người dân cần cù, đôn hậu đang cố gắng gìn giữ cái nghề truyền thống của cha ông. Bánh nhãn Hải Hậu dậy ngon, ăn rồi đừng quên.